Và rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ, hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay series sinh tồn ở thế giới của người tí hon. Và ở tập trước đó các bạn, thì mình đã thu phục và được một cái con châu chấu nè, giúp cho mình di chuyển cũng rất là tiện luôn á. Và hôm nay thì mới vô, chà, có mấy con kiến tấn công nữa rồi. Đánh phụ liền, đúng rồi châu chấu. Ui, phía đằng sau đó kìa. Ai da, tấn công châu chấu của tôi hả? Ok. Đây, mình sẽ cần chém cho một cái. Ok. Châu chấu của mình có bị yếu máu không vậy? Ai da, nó đánh trúng mình luôn ạ. Ôi, nửa cây các bạn. Đánh với ba con kiến thôi là em nó nửa cây rồi. Em mới được cái là di chuyển tiện thôi chứ còn yếu đuối lắm. Mong manh yếu đuối lắm. Rồi, bây giờ thì vô phía bên trong thôi. Hôm nay các bạn, trước khi đi phiêu lưu khám phá với em châu chấu á, thì mình sẽ nâng cấp mình làm cho mình cái búa hammer nè. Mình thấy nó có tận 16 trên 18 đam luôn các bạn. Mạnh hơn cái kiếm của mình nè. Cái kiếm của mình có 8, 11 thôi à. Còn cây này thì cần thêm thêm gỗ nè. Gỗ thì cần có nước, dầu hạt giống. Thêm 4 cái. Ok, 4 cái gỗ luôn. Rồi cần có thêm đá nữa hả? Đá thì mình làm đây hai cái rương để mình chứa nè. Đài đá trong này cũng có luôn. Rồi, bây giờ thì lên cái búa thôi. Mình có thể làm được cái giáo đá nữa các bạn. Mỗi một cây đều có một loại đam khác nhau á. Như đam mình chắc đâm đập rồi ăn. Còn đam đó đâm chọt nè. Còn cái này là đâm, cái kiếm là đâm chém các bạn. Nhưng mà bây giờ muốn làm cây này nữa cần phải có thêm gỗ nữa ha. Gỗ thì lại cần có thêm nước, dầu nữa. Dầu hết rồi. Ôi vậy là làm cái búa thôi. Mình sẽ có một bộ combo búa với lại kiếm với lại cung. Cái này là để đây. Đó, cung để phía bên đây luôn. Ok. Rồi, đồ linh tinh thì mình sẽ cất bớt vô trong rương các bạn. Để cho đỡ chặt lấy thêm mấy cái đầu ra nữa. Để đỡ chặt người của mình các bạn. Và nướng thêm một ít thịt nữa để đem theo nha. Nướng 10 cục thịt luôn em. Đó, để có thịt để làm hành trang lên đường. Cất cái đầu vô phía bên trong này luôn. Mình có được mấy cái phấn ong rồi các bạn. Phấn ong này sẽ có công dụng giúp cho mình làm được những cái băng gạc á. Cho nên là làm luôn mấy cái băng gạc. Đây nè, một cái mật ong, một cái phấn ong sẽ làm được một cái băng. Vậy mình có được 3 cái. Ok, lắp lên phía bên trên luôn. Rồi, bây giờ thì mọi thứ cũng đã trang bị ngon lành hết rồi đó. Ăn miếng thịt dân cái nè. Búa để xuống bên dưới này đi. Rồi, mũi tên thì cũng đã có 48 cây. Đóng cửa là một cái. Rồi bắt đầu lên đường thôi các bạn. Nhảy một cái, trời ơi. Nhảy một phát nó tuột sạch stamina luôn á. Nhưng mà có thể nhảy được liên tục các bạn. Hồi phục một chút stamina thôi là có thể nhảy được rồi. Đó. Liên tục từ 3 nút nhảy để nó nhảy á. Nhưng mà phải cẩn thận á. Trời ơi, lần trước mới bắt được con châu chấu các bạn. Nhảy bừa, nhảy ẩu, nhảy ngu một phát rớt xuống nước chết luôn ạ. Con này con thứ hai của mình nè. Mình sẽ cố gắng giữ cho nó sống sót để theo mình á. Chỗ này có cái khe. À hay suối, hay suối. Nhảy một phát. Wow. Ôi ôi, vừa y luôn các bạn. Ok. Đi vòng vòng đại lên phía bên trên á. Ôi trời. Trên kia như ổ ong hay sao đó. Xa xa mình thấy mờ mờ, đúng rồi. Tổ ong khổng lồ ở phía bên trên, nhiều ong lắm. Farm mật ong, farm mấy cái sáp ong, farm phấn ong rồi trên đó chắc cũng được á. Ui, mấy con bọ nhí nữa hả? Chạy thôi. Ui, phía bên trên mình thấy có như một cái lâu đài luôn các bạn. Ây cha. Ây da, phải. Nhảy xuống dưới. Nhưng mà muốn qua lâu đài đó mình cần phải xuống dưới này nè. Rồi sau đó đi theo con đường nào đó, chắc là ở đó phía bên này nè. Mới qua phía bên bển được. Và chỗ này có mấy con ong nữa hả? Né ra một cái, chỗ này có cái gì hiện đại lắm nè. Không có con nào tấn công hết thì xuống. À, mấy cái ốc vít mình có thể lượm được. Cái này giống như một cái đồ hiện đại bản lề hay gì nè các bạn. Cái này cái gì không biết nữa. Nhưng mà lượm không được rồi. Ây cha, thôi xuống phía bên dưới thôi. Đi, xuống phía bên dưới. Wow. Ở phía bên dưới này có những cái loại gì nữa các bạn. Cái cục đá gì nhìn lạ lắm. Có mấy con ong nữa hả? Né ra cái. Mấy cục này có khi nào phần liên không á. Mình cũng đang cần có phần liên để làm mấy dụng cụ phần liên á. Nhưng mà con ong nó dí theo dữ quá. Chạy. Ây cha. Né nó ra luôn cái. Chắc đuôi nó được rồi đó. Ok. Con bọ này chắc mình để nó đây đi. Mình sẽ lượm cái nắp ghe luôn một cái nè. Bên kia mình thấy có con bọ màu xanh nữa các bạn. Trời ơi, gần căn cứ của mình chỉ có mấy con bọ cánh cứng màu đỏ ha. Còn qua phía đây rồi gặp mấy con màu xanh nữa. Còn bên đây thì mấy cục này, cục gì nè. Có một con gì đó trong cái bụi lùm. À, con tắc kè các bạn. Ây da, tắc kè da vàng. Né được một cái nè. Sử dụng cái búa với nó thử coi. Nhào vô thằng quỷ. Ây cha chà. Ui da, con này thì... À, nó yếu máu sẵn rồi. Sử dụng đâm chém. Né một cái nè. Con này theo như thông tin mình được biết các bạn là nó thể tem được.
nhưng mà cần phải đánh một con boss để có thể unlock và được đồ ăn cho nó đó. Hiện tại là mình chưa có đánh được con boss đâu hết à, cho nên là chưa có tôi thu phục được con này đâu, phải xử nó thôi, đánh nó còn rớt được cái gì nha. Con Echo nè, Echo nè, dòm luôn được á nè, liếm nè. Ủa liếm ghê quá, liếm nhanh quá, liếm nè. Ok, rớt được cái gì đây, xương của nó à, xương của nó nữa nè. Cái này cái gì nè, cái cuộn gì á. À cái này là da các bạn, da để chế tạo áo giáp à. Ồ áo giáp, để coi ngay trong công thức này coi. Áo giáp hiện tại là mình mới chế được cái bộ này thôi các bạn, chưa có thêm bộ mới á. Công thức trong này vẫn còn nhiều lắm, phải đánh boss dần dần á mới unlock là được. Và đây thì đúng rồi nè, phần liên này các bạn, trời ơi đây rồi, mình sắp sửa có thể nâng cấp lên được dụng cụ và liên rồi đó. Đó những cục và liên đầu tiên, một quặng như vậy sẽ cho mình được 3 cục. À vậy là mình cần phải đào nhiều lắm các bạn, mình nhớ hình như là một cái dụng cụ hình như cần có 8 cục và liên lận, cho nên phải đào nhiều. Đây cũng hên á, hên thì nó ra 3 cục, còn xui xui là nó ra được có 2 cục thôi. Giống kiểu mình đào đá đó, đào đá có khi là 3 cục, có khi có 2 cục à, nè 2 cục à. Bật kỹ năng sinh tồn mình lên cái, ui mấy cái cây này chặt được luôn hả, chặt thử thôi. À nó yêu cầu cần có phải dụng cụ flint mới chặt được. Bên đây liên quan tới flint hết rồi, có flint thì đập luôn. Ồ trong cái bụi lùm đó cái gì đó có độ trong đó kìa. Đây nè, hồi nãy thấy con tắc kè trong bụi lùm, hình như cái hang của nó trong này nè các bạn. Cái này cái gì á, cái kim à, một cái kim của con gì nè, với lại mở với lại một cái thịt. Đây thì cây nè, lụm luôn một khóa và lên nhiều lắm. Bên kia mình thấy còn có mấy cái tấm gì ở bên bển á, qua mình khám phá thử này. Hình như là lá khô hay gì đó các bạn. Bên đây nè, à cái này là như vỏ cây các bạn, vỏ cây này thì còn có cây rìu phần liên luôn. Ồ vậy bên đây toàn là phần liên hết rồi, đi vòng vòng mình khám phá. Bên đó có mấy con ong nữa, bên đây có cái gì vậy, nước à, nước của mấy con bọ. Bầu trời cũng dần dần chiều xuống rồi, sắp sửa tối hay sao á, mình cần phải làm cho mình một chỗ trú ẩn ở chỗ này mới được. Trú ẩn chỗ này thì làm cái này thì cần có 2 cái cục đá. Thôi thì mình sẽ làm cái foundation đi. Đây foundation cho nó xác xác cái cục đá này luôn. Đó, lên một cái vách tường luôn. Rồi lên cái nóc nhà luôn. Rồi bắt đầu để cái giường xuống phía bên đây để có thể ngủ được ở đây luôn. Đó, ok. Ok, ngủ được luôn các bạn. Mới chiều thôi là có thể ngủ được rồi. Ngủ cho trời nó sáng luôn á. Đó, trời bắt đầu sáng rồi, mình cũng đã có chỗ để hồi sinh. Và ăn dần cái cho no cái nè. Bây giờ thì mở combat á. Mở combat bằng cách là sử dụng cái cung của mình nè. Hột mất tiêu rồi. Cao cao lên chút, rớt dữ lắm. Trúng nè, đó 28 đam. Và hình như nó không phát hiện ra mình ở đây luôn à. À không, nó phát hiện ra rồi. À con này sử dụng đam búa các bạn. Đây rồi, đã đến lúc mình sử dụng tới cây búa của mình rồi. Đập một cái này, đó 20 mấy đam liền. Nhưng mà hao stamina dữ lắm, 25 đam một hit. Con này cơ chế hoạt động cũng giống với con bọ kia thôi, nhưng mà kích thước của nó hình như bự hơn. 40 đam, trời ơi chí mạng kìa. Đập luôn, đập một cái, ok chết. Lan đã chết liền. Lụm được một đống mỡ thôi, hình như nó nhiều mỡ hơn á, với lại nhiều chi tin hơn, được 3 chi tin luôn nữa nè. Bên đây có gỗ hả, lụm luôn đi. Mục tiêu của mình đến đây là để khám phá, cho nên mình sẽ đi khám phá nhiều hơn chút. Bên đây có mấy cái hang nè. Ây da, con gì đấy, hình như một con chuồn chuồn. Con chuồn chuồn màu cam cam, nó không giống với con chuồn chuồn gần nhà của mình á. Chuồn chuồn gần nhà của mình thì màu xanh, còn con này thì màu cam cam. Đó, dính, trang bị mũi tên mới vô liền. Chạy. Né. Đó, con chuồn chuồn này đánh khó chúng mình lắm các bạn. Quẩy một cái nè, 19 đam. Quẩy một phát, 17 đam nè. Né nè, ây da, nó hút mình nè. Dính nè. Ok, vỗ vô trong này mình chém nó. Ở nó bay luôn hả? Trời ơi, bây giờ đánh nó rớt chứ nước là coi như lụm đồ không được. Để lên chờ nó vô bờ đi. Đây rồi.
cho một phát. Ây da, phom dữ thằng né. Chém luôn. Không ổn, không ổn lắm. Đây chém nè. Khó chém quá, bắn cung vẫn là hợp lý hơn. Dính nè. Ok. Rớt này liền. Bên kia là cái lâu đài. Mình nhìn thấy mấy cây lằn quằn ở đây nè. Không biết có qua được không, để mình coi coi. Khám phá luôn. Cho đó con gì bự bự á. Hình như con bọ màu xanh á. Tò mò, tò mò, tò mò. Ờ đúng rồi, con bọ màu xanh, thôi thôi. Mình sẽ qua bên lâu đài các bạn. Đang vô trong lâu đài được không anh? Khám phá lâu đài luôn. Còn phần lên thì tính sao đi. Nãy giờ mình đào thì được có bao nhiêu phần lên à? 19 cái các bạn. 19 cái chắc cũng chưa bao nhiêu đâu anh. Chắc phải về đào thêm rồi. Nhưng để con châu chấu ở đó đi. Chỗ này mình phải leo lên cái cây. Sao nhìn nguy hiểm quá vậy nè. Lỡ mình rớt cái bụng như là coi như đi. À, cái cây, đây, đây, đây. Đó, 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 đó. Chỗ này hả? Không, đi dưới này được các bạn. Chỗ này nhảy vào được nè. Trời ơi, dễ. Đó. Ok. Lần này mình cũng có chỗ hồi sinh phía bên kia cho nên không sợ lắm. Đây có con chuồn chuồn nữa ha. Chơi luôn con chuồn chuồn mới được. Cao cao lên chút nè, bắn nè, dính nè. Hay quá, dính luôn. Đỉnh, 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 đỉnh. Bắn một cái nữa nè, 21 đam nè. Né một cái nè, đó, hụt lên, hụt lên. Bắn tới luôn. À, bỏ đi hả, bỏ đi, bỏ đi. Yếu máu bỏ chạy. Rớt này liền. Đồng bọn của nó phía bên trên kia nữa. Thôi, mình sẽ đi luôn ha. Đỡ phải combat với tụi nó. Dọc phía bên này, lên phía bên trên thôi. Chỗ này là chỗ cái cầu thang đá nè. Đối với mình cũng bự lắm á. Chỗ này có cục gì? Phải, phải, phải. Cục này là cục clay. À, cục đất sét các bạn. Nhưng mà cần phải có cái cuốc gì đó xịn xịn mới có thể đào được. Thôi, lên phía bên trên thôi. Bên kia con chuột ha, đi phía bên đây thì... Ủa dạ. Phía bên đây, ui lâu đài còn xa lắm. Chỗ này là chỗ bực thang để leo lên phía bên trên thôi. Ở trên này bắt đầu mình phát hiện là có mấy con ong mà nó không phải là ong bình thường đó các bạn. Ong này là như ong màu đỏ luôn rồi. Nhìn có vẻ nguy hiểm lắm. Nhưng mà mình có thể luồn lấp vô trong này được. Trời ơi, mình sẽ luồn lấp, 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 lấp các bạn. Đó. Lấp, lấp ở phía bên đây để mình có thể lên phía bên trên. Mình có nên làm một cái giường để hồi sinh không? Ừ, chắc vậy các bạn. Đánh dấu điểm spawn của mình lại ha. Hồi xong rồi, mới vừa làm cái giường xong. Ây da, ây da. Ui, chích một phát đau lắm. Né một cái nè. Ôi, giúp dính độc nữa. Cái tiếng xèo xèo ở đằng sau lưng thì mình sẽ lăn lộn lộn liền các bạn. Lăn lộn múa may quay cuồng các kiểu. Oh my god, nó dính sát đít luôn rồi. Lăn liền, ờ. Cái tiếng xèo xèo là mình lăn liền, đó. Ây da, cũng bị dính nữa hả. Chạy thôi, chạy thôi. Có vẻ như mình chưa đủ sức để lên phía lên trên đó rồi. Trời ơi, mới lên gặp mấy con ong. Cái gớm quá. Mới gì đặt cái giường xong á. Ai chà. Đường lên trên đó có vẻ nguy hiểm quá. Không ổn mà các bạn. Mình chắc là phải cần có một cái bộ dụng cụ Flynn á. Rồi lên trên đó chơi mấy con ong mới được. Chứ còn bây giờ thì hơi ngợp. Ôi nó chích cho một cái. Xém chết. Thôi thôi, quay trở về, quay trở về. Quay trở về mình thám phá phía bên đây đi ha. Của mình, sức của mình thì chắc là chưa đủ để giao lâu đài rồi. Yếu đuối quá. Chỗ này ít. Không sao, không sao, không sao. Nước này nước ra nước cạn. Ôi, khu vực này bây giờ sáng lên nhìn đẹp quá. Đây đây có mấy con bướm nè. Hồi nãy mình thấy có mấy con ong nữa các bạn. Chắc là mình phải farm thêm một ít phấn ong nữa. Ăn dòng cái cho no nè. Rồi có nên quắn cái băng gạc luôn không? Quắn luôn một cái băng gạc luôn đi. Hồi máu một cái nè. Ok, ok. Chúng ta sẽ hồi máu trở lại. Và con châu chấu của mình ở phía bên kia. Mình ở phía bên đây. Mình sẽ đi khám phá dọc dọc con sông này ăn. Để kiếm thêm cái phần phần lên để mình đào nữa. Tranh thủ đào một ít đem về để làm. Và dụng cụ phần lên trong tập ngày hôm nay chúng sẽ nâng cấp lên đầu mới luôn. Mình đang đào phần lên các bạn. Mình nghe tiếng xè xè ở phía bên trên. Nhìn lên thì thấy nguyên một con ong ở trên luôn. Bọn dưới này có thêm mấy con gì nữa đó. Nó tấn công mình rồi. Ây da, chém cho một cái nè. Ủa con này hình như có độc hay sao á. Thấy ở trên nó hiện ra kìa. Ủa giờ hai con luôn hả? Hai con có đánh lộn nhau. À, đánh lộn lẫn nhau luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ ngưng ông đắc lợi. Đứng ngoài bắn vô. Thì giờ bắn chúng cái con bọ dưới rồi. Ủa con tắc kè ra nữa kìa. Ủa ông chết rồi, con ông chết rồi, con ông chết rồi. Ủa tắc kè ra làm hai luôn rồi.
Gekko thì sử dụng nó chém nó thôi là được. Rồi nó rớt đồ kìa. Ây chà, mình phải xử lý con Gekko này luôn mới được. Chuột phải nè, chuột phải mình né không được á. Đánh mạnh thì có mạnh thiệt á, nhưng mà khó né lắm. Chắc chiêu từng giọt máu của mình vô mình dồn cho nhà 2-3 cái đó, 2 cái 3 cái. Ok chết luôn, lụm được thêm một mớ da của nó nữa. Và phía bên đây thì được mở được thịt, với lại được cái cục gì nè. Rồi một cái cây dùi cui, bạn dùi cui gai à, lụm được cái túi độc của con ong nè. Ai con ong nãy độc trong phần chế tạo này, để coi coi. Lên phía bên trên đây, bộ giáp cơ bản. Nãy anh lóc ra cái công thức ở trong cái bàn workbench. À đây nè các bạn, ngoài công thức của nó thì cần có 5 cái túi độc nè, 10 cái kim nè, với lại cái vỏ cây fiber, với lại gỗ đã cưa ra. À vỏ cây là cái này nè các bạn, vậy là phải chế tạo bộ dụng cụ rồi quay trở lại đây để đào cái vỏ cây này lên. Ra vậy. Phía bên đây có một con ong nữa nè, nhưng mà bây giờ thì quấn cái băng gạc vô thì ổn quá, cho nên là mình phải bắn từ xa đi, mở combat đi. Đồ nào mình cũng có điểm hồi sinh rồi cho nên không sợ nó nữa. Canh cao cao lên bắn phải trúng nha. Cao lên tầm này nè, đó. Đúng không? Ó, trúng 40 đam các bạn, thấm. Hit and run. Chạy xong rồi bắn, lăn nè. Đó, nghe tiếng xèo xèo ở sau lưng là mình lăn liền. À, ra khỏi tầm của nó thì nó bỏ chạy à. Chạy thì bắn tới thôi. Ok, một cái chip mới, bắn cho một cái nè, một hit nữa nè, dính luôn. Ok, quay, phía đằng trước mình thấy có con châu chấu hay gì đó các bạn, và nhận được thêm được một cái kim nữa nè. Mình cần có tất cả là bao nhiêu cái kim, mình quên mất tiêu rồi. Cần có 10 cái kim các bạn mới được 3 cây thôi à. Bên đây con châu chấu à, con châu chấu này nhìn chiến nè, châu chấu này màu vàng luôn nữa. Ôi chà, biết nó hiền hay dữ ha. Ôi nó nhìn mình rồi, kiểu gì nó cũng tấn công à. Rồi tới rồi. Con này sử dụng đâm đập à, chơi thử là được không? Đập cho một cái nè, ui vô đâm. Chí mạng. Đánh được. Mày thôi bưởi, ai da, nhưng mà nó cắn mình cũng đau lắm. Quấn cái băng vô một cái nè. Ok, bắn thử một cái coi. À, ra khỏi tầm thì nó bắt đầu lui á, nhưng có vẻ không xin nhê nó lắm. À, nhào vô. Ây da, đau quá vậy. Không ổn mà, thấy không ổn lắm nha. Dính một phát nè. Né nè. Đập một cái, né một cái nè. Ây da, đau. Giữ stamina. Né nè. Ok. 45% máu đó rồi. Ây da, không ổn rồi, thôi, em thua. Ây da. À, nó không qua bên đây các bạn. Ây da, đau quá vậy, thôi. Mình tập trung vào ăn và phát thôi. Tập trung vào đào hồi liên của mình đi, không chọc kẹo nó nữa. Bên kia là hang ổ của con châu chấu á. Chứ con châu chấu màu vàng đó, không biết có thu phục được không nữa. Nhìn nó có vẻ mạnh hơn con châu chấu của mình á. Châu chấu của mình phèn quá. Ở đây hết Flynn rồi hả? Nãy giờ mình đào được bao nhiêu cái Flynn rồi? 32 cục rồi các bạn. Xem mà còn nữa không, ăn mình đào thêm một mớ nữa rồi. Đem về. Mấy con ong ở phía bên trên. Ai da, ở trên này nguyên một cái mỏ luôn nè các bạn. Được. Ủa bên kia dài phía bên kia nữa. Đào thôi. Máu của mình thì để dành cho nó từ hồi cuộc đời ha. Để dành cái phần băng gạc à. Khi nào mà có cấp biến quá thì mình bắt đầu quăng vô. Lần cái gì không biết nữa. Ôi hư luôn hả? Rồi hư cái dụng cụ luôn rồi, không sao. Mình coi mình sửa là được không? Hàng gì đào không được. Đây cái workbench đây rồi. Đặt ra để mình bắt đầu sửa lại cây cuốc của mình. À cần có fiber nè. Fiber bây giờ tìm ở đâu bây giờ? Khu vực này không có. Bật kỹ năng sinh tồn của mình lên liền. Ở đây không có fiber. Tìm mấy cây cũng được. Chắc phải lên phía bên trên rồi. Tìm fiber xuống mình sửa là đồ. Rồi tiếp tục đào thêm á. Lụm gỗ nè. Chỉ cần có một cái fiber thôi.
Ở đây Flynn, ôi Flynn hồi phục lại nè các bạn. Hồi mình đảo đây rồi á. Nó hồi phục lại. À chỗ cái giường này hả? Ờ đúng rồi. Mượn tạm cái nóc nhà các bạn. Ok ok. Đây rồi. Ok ok, có được cái nóc nhà. Chỗ này có gì không? Chắc phải sẵn mình lên phía bên trên mình farm luôn quá. Đây có gỗ không anh? À có mấy cây nè, cái cây này chặt được không đây? Thử thử luôn. À chặt được đây các bạn. Ờ chặt được, ngon. Xem có được gì ha? Ờ à, được hạt giống nữa hả? Ba hạt giống luôn. Ồ vừa được fiber và vừa được ba hạt giống nữa. Ngon 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 ngon. Núp núp con bọn á. Chặt chậm mấy cây của nó. Đây rồi. Rồi nó thấy mình hay gì á. Lụm nhanh vào chuồng. Chuồng gấp để đỡ tốn máu. Hình như cái này cái hang của nó nè. Phía bên trên kia thì có mấy cây nè. Trên đó thì ong nhiều lắm. Lát nữa đường về mới là gian nan nè các bạn. Hồi nãy mình nhảy ở trên nhảy xuống ăn. Còn lát nữa đi ngược lên phía bên trên mới khó. Bởi vì sắp sửa cũng tối hả. Ok. Trả lại cái tiêu linh này các bạn. Đây rồi, sửa lại một phát. Đó, đi kiếm luôn, sửa lại một phát, sửa cái cung lại luôn. Ây chà, cái cung thiếu nhựa cây rồi. Thôi thì đập lên thôi. Bây giờ thì chưa có tối hẳn á. Cho nên vẫn có thể đào được thêm. Tranh thủ luôn. Cuốn quá. À, đào ở mấy đằng trước các bạn, ở đằng sau nó hồi phục trở lại nữa nè. Bỏ thì lại uổng quá, cho nên là đào một hồi bị cuốn. Đào tiếp. Lụm luôn. Rồi nó hồi để trở lại nữa nè. Nhanh thấy sợ luôn á. Bây giờ hình như là chiều rồi các bạn. Lại bình minh nữa rồi. Bây giờ thì mình đã có được ôi hai từ tắt máy luôn rồi đó. Rất là nhiều ha. Bây giờ thì chắc là ngủ được rồi đó. Đúng rồi. Chiều là mình đi ngủ liền các bạn. Đi ngủ là mình bây giờ chắc phải làm một chuyến lội về nhà thôi. Về nhà căn cứ của mình thì bây giờ mất cái điểm mà ha. Như chỗ này nè, đây chỗ bờ hồ nè. Mình sẽ đặt tên là nhà đây. Đó, ui con gecko xuất hiện hả? Ok, chơi luôn. Ôi da, ngủ xong gecko xuất hiện. Con bỏ mình bỏ chạy kìa. Ok, mình sẽ solo với con này luôn. Ây da, sao mà hết stamina luôn vậy? Ui sao bây giờ đánh lỗi dữ à? Nhé một cái nè. Ôi da, không ổn lắm nha. Quấn cái bằng dòng cái nè. À, có con dán ở phía đằng sau nữa. Đúng rồi, chơi nó dán. Ui, con dán nó chơi mình luôn rồi. Chạy. Ờ, nó chiến đấu với con dán luôn rồi. Đúng rồi, hai thằng đánh nhau đi. Đúng rồi, mình sẽ ngưng ông bắt lợi, bắn ra ngoài bắn vô. Bắn Gecko trước. Ok, Gecko cũng được nửa cây rồi. Để một cái né một phát. Ây da. Lui hả? À, lui. Né nè. Lui hả, nó cũng khôn ghê ha. Gecko này nó khôn nè. Đánh xong nó lui. Né. Dồn luôn. Ok, lấy được mớ da của nó nữa. Lụm chưa hết. Lụm thêm. Phía bên đây nãy có con bọ, con gián chết. Ai da, lụm luôn. Ok đó. Mình thấy có con ong mà. Rỉ con ong luôn các bạn. Để mình farm thêm mấy cái kim của nó nữa. Dính. Bắn con này thì theo kinh nghiệm đó là chỉ cần bắn xong rồi chạy các bạn. Hit and run với nó thôi. Lăn một cái nè. Đừng để nó chích nha, con quỷ đó có độc á. Đó, nó bỏ chạy. Nó bỏ chạy vậy thì mình bắn vô đít nó thôi là xong. Ui gãy cái cung luôn rồi. Oh no, gãy cái cung, phải sửa lại cái cung á. Xem coi mình đủ đồ mình sửa cái cung không đây. Oh, sửa cung. Trời ơi, thiếu gỗ, thiếu nhựa cây đó các bạn. Không sửa được cái cung rồi. Vậy là không chơi được. Nhưng mà hình như nó yếu máu rồi, mình có thể đánh được á. Đánh chắc chiêu thôi là được. Đó, né nè. Né, ây da, hụt, lỗi rồi. Né, đó. Né. Dính độc à. Né, ây da. Hơi bất ổn một chút. Né, đó. Vô cái phơm nè. Né. Ok. Né. Dính, hồi hụt. Né. Chém. Nó mất chiêu là mình chém liền. Đó, trời ơi. Được thêm một cái gai nữa liền.
ăn vô cái kìa, tăng thức ăn lên, thêm một phát nữa đi. Rồi bây giờ chắc là cũng đã đến lúc mình đi về để mình chế tạo dụng cụ rồi đó các bạn, nâng cấp lên cây kiếm Flint luôn ha, dụng cụ Flint các kiểu này chứ. Đường đi bây giờ về chắc là cũng nhiều gian nan đây, phải đi lên chỗ tổ ong nữa chứ. Để cái lên trên trước đi. À, lên trên mấy cục đá nè, con này của mình nó bò chậm á, được cái là nhảy nhanh thôi. Đó, bò dí mình rồi đó, nhảy lên một phát. Ok, nghi chắc tới chỗ con ong này chắc nó cắn mình chết nè, mình sẽ tìm một con đường tà đạo khác đó các bạn. À, ở đây có sáp nè, sẵn trên chuyến đi về mình sẽ farm luôn ít sáp, làm luôn ít sáp để dành về chế tạo. Rồi chỗ này thì à bò lên được các bạn, đại rồi, chỗ này bò lên luôn, bò lên luôn. Ủa, phía bên kia một cái tổ ong nữa ha, nhảy lên. Ê chà, khó ở đây, lên nhảy. Ây chà, không lên được à, từ ba nút nhảy liên tục, nhảy lên rồi không lên được rồi. Vòng vòng qua phía bên đây thử coi lên được không. Rồi trời, lên được nè, lên được nè. Chỗ này thì nhảy một cái ơi, mà chết rồi, rớt dưới rồi. Ủa dưới mình thấy có phấn ong kìa, nhưng mà chỗ đó chắc hay nguy hiểm á, lụm được không á, lụm với ong thôi. Thôi chắc mình sẽ đi đường bình thường các bạn, đi đường tà đạo không được rồi, nhảy xuống ngay con bọ luôn á. Canh mình nhảy qua con ong luôn à, giữ stamina, giữ stamina, nhảy. Ủa sao nhảy ít vậy. Ok, hồi phục stamina nhảy. À, qua được các bạn. Ui có đồ kìa, nhưng không được, lụm ở đây là chết. Nhảy. Ây da, đi tới đích luôn rồi. Chạy. Đúng rồi, dễ dài phát thôi là đi à. Rồi ra ngoài tầm rồi, ngoài tầm của tụi nó rồi. Ok, còn mấy con bọ thì không sợ. Mình nhớ là theo con đường mòn này thôi các bạn, nhảy qua một cái khe nước là mình tới, về tới căn cứ rồi. Ủa chỗ này có lạ quá vậy, có mấy cái nắp ve. Hình như lên trên này, ở đây đây cái khe nước ở đây nè, bò từ từ thôi. À, mất target hết rồi các bạn, chỗ này nhảy qua một phá là qua phía bên kia là về tới căn cứ rồi. Ok nè, chỗ này tính ra cũng có cây cầu ha. Đây rồi, ok, mình xuống mình cất bớt đồ cho cái đã, bây giờ full túi rồi chứ. Berry bỏ trong này nè, hãy kiểm tra là thử xem coi, cần có thêm nước hạt giống nữa các bạn, 4 cái rồi nè. Để làm được cái kiếm Flint này thì mình cần có thêm 4 cái sáp. Sáp thì trong này à, cái gì vậy, combat ở ngoài. Oh no, đánh phụ, một mình nó chắc là chơi được. À, đúng rồi, ok. Nó như một cái máy farm cho mình vậy đó, có thể liên tục farm ở đây được luôn. Và kiểm tra là thử xem coi, chế tạo thêm những khúc gỗ này chắc chắn là phải có nè, thêm 2 cái nữa, một phát nữa đó, đủ cái giáo các bạn, giáo Flint ha. Chắc là mình sẽ chế tạo cái kiếm đấy anh, kiếm mình thấy cần nhiều hơn á, cần có thêm sáp cho mày. Trời, 30 cái luôn hả, nhiều. Vậy thì lên thôi, đây rồi các bạn, lên đời liền. Và mình sẽ thử xem coi, ngắm nhìn cái kiếm à, lên mình chém thử một cái con kiếm hay con gì trên này thử một phát à. Được phải, 50 đam các bạn. Oh my god, đam khắc chế nó chém vô đam đã rồi luôn á. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía bên dưới, mình cần phải có thêm những cái dầu hạt giống nữa các bạn, để mình có thể làm được cái cây giáo nữa. Mình test thử sức mạnh của cây giáo ăn, hay là cây búa gì đó đi, để xem cho mình có đủ dầu hạt giống không. Làm thêm mấy cái lóc gỗ nữa, vậy là thiếu 2 cái nữa. Trong này có kéo ăn, có cái rìu nè. Ồ đúng rồi, mình phải lên cái rìu các bạn, tập trung vào lên cái rìu. Cái này có 6 cái hả. Ờ, lên cái rìu với lại cái cuốc trước các bạn, để sau này còn đi farm nữa chứ. Giờ phải đi chặt thêm rồi, đi chặt thêm những cái cây phía bên đây để lấy thêm hạt giống nữa. Test thử cái con bên đây thử coi, con này đánh nó tội quá vậy, sử dụng búa à, thử búa nó một cái coi. 35 đam các bạn. Ok, thôi tha cho nó đi, để có gì mình thu phục nó nữa chứ. Bye bye chân nha, dí dữ vậy. Thôi mà được rồi, test thử đam qua làm thấy ghê quá à. À đây con kiếm này các bạn, con kiếm này là bị hắc chế bởi đam kiếm nè. Đây là chém thử cái là chuột phải nè, 70 mấy đam. Oh my god, con bọ này thì chơi luôn đi,
Oh my god, cái kiếm này mạnh dữ ha. Chém cho một cái chuột phải nè, 53 đam. Wow, đỉnh thật sự. Ngon lành luôn. Lên cái rìu để lên cái cuốc nữa ha. Lên cái rìu, sau đó thì lên cái cuốc để có thể đi đào được những cái vỏ cây. Sau này lên cây dùi cui mà có gai nữa các bạn. Chà, nhiều thứ phải chế tạo lắm, test thử rồi các kiểu nữa. Hấp dẫn nha. Đây 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 đây. Ông quỷ này nhào vô, chuột phải. Một phát. Ồ, hình ảnh hình như chiếm mạng hay sao đó các bạn. Mới lên 70 mấy đam á. Còn bình thường có 5 mấy đam thôi à. Này farm hết cái rừng này luôn á. Chặt hết chỗ này là lấy một mớ hạt giống đem về luôn á chứ. Có khi ra được 2, có khi ra được 1. Đây, ở chỗ này mình có thể chặt được 2 cây cùng một lúc luôn nè. Đó. Trời lại tiếp tục, hình như trời mưa nữa hay sao đó các bạn. Mấy cái nắp dê thì cũng đã hồi phục trở lại ha. Ốc vít thì cũng đã hồi phục trở lại luôn rồi đó. Cho nên là sẵn mình qua luôn đây mình lượm luôn. Mình mới vừa đi lấy thêm một ít hạt giống về. Bây giờ chắc đủ để mình có thể làm được cây rìu rồi đó. Cây giáo nha, phải tính sao quá. Chủ yếu là cây rìu với lại cây cuốc chốt ha. Cuốc và liên đồ các kiểu nữa. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo thêm nước hạt giống nữa. Thêm 3 cái nữa. Đó. Có nước hạt giống, có dầu hạt giống là lên được 5 khúc gỗ. Mình sẽ ưu tiên cho cây rìu hay là cây cuốc bây giờ. Chắc là cây cuốc trước đi các bạn. Cây cuốc mình thấy cần hơn nè. Đó, thay thế cho cây cuốc này của mình luôn. Ok, ok. Đó, có cây cuốc này là sắp sửa là mình sẽ đào được vỏ cây nè. Đem về để sau này có thể chế tạo ra được cây dùi cui gai nữa. Dùi cui gai này đánh hình như có hiệu ứng hay sao á. Gai độc mà. Đây trong này nữa các bạn. Đây nè, đam 16. Ủa có nhiều loại đam lắm. Vừa đâm đập mà vừa đâm đâm nữa các bạn. Ồ, vừa đập được mà vừa đâm được luôn ha. Có hai công dụng luôn á. Và còn kèm theo hiệu ứng là trúng độc nữa nè. Ngon 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 nha. Chắc là trong thời gian mà mình rảnh đó các bạn, mình sẽ đi chặt thêm mấy cái cây để lấy hạt giống nè. Đem về để làm thêm mấy cây sừng bia này với cây rìu đồ nè. Thêm hạt giống nữa thôi là ok rồi. Bây giờ thì trời đang mưa hay gì á. Trời âm u lắm. Vậy trong tập ngày hôm nay các bạn, mình đã cùng với em châu chấu của mình đi phiêu lưu khám phá. Đã có được và lên ha. Có được một cây cây cuốc và lên nè. Cây kiếm và lên nè. Với lại còn thiếu cây rìu với lại cây giáo nữa thôi. Là mình đủ một bộ sưu tập và lên luôn rồi đó. Sau này tha hồ mà đi tấn công như trong lâu đài nữa các bạn. Đúng rồi, mình phát hiện cái lâu đài rất là hấp dẫn luôn ha. Nhưng mà chưa vô được. Dần dần mình lên hình sẽ vô trong đó để mình khám phá luôn. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì cũng dài đó bạn. Cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy thích video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho video cũng như một đăng ký kênh, mình có động lực làm thêm video tiếp theo cho bạn cùng xem được cái series lần này nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye. Và trước khi bye bye thì cho con này một hiếp một cái. Ok.